Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Thế Thực Chiến, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ anh chị trận cờ hay. Trận đánh giữa số 2 thế giới Trịnh Duy Đồng và số 3 thế giới Mạnh Thần. Trận này thì Mạnh Thần được cầm đỏ đầu tiên, còn Trịnh Duy Đồng cầm đen thủ hậu. Trận đánh rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức.
军。将军。将军。将军。将军。
Chang Jun.
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chia đến đây thì Mạnh Thần buông cờ nhận thua. Video của mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây và hẹn các bạn ở video sau.